Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường luôn luôn là một vấn đề của đô thị khi mà cuộc sống thì nóng dần lên, ô nhiễm khói bụi thì cũng ảnh hưởng rất là lớn và không chỉ vấn đề về nhích nhác ở các công trình đang thi công ở tại quận Nam Từ Liêm mà ban biên tập của chương trình cũng nhận được phản ánh về cái nội dung ở tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì khi mà các bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, các sỏi gạch cũng gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực này. Theo phản ánh thì ngay đầu tuyến đường vào làng Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nhiều năm nay xuất hiện bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép bao gồm có cát, sỏi, gạch nằm ngay sát cạnh đường À, đây là đường giao thông của làng xã và được biết khu đất trên là đất nông nghiệp ngay cạnh đường làng nhưng lại được dựng lên để kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường các sỏi văn tung tóe ra đường à, đây là từ dùng của người dân gửi về nha quý vị khi xe vận chuyển vật liệu rơi vãi gây mất an toàn giao thông thế nhưng điều đáng nói là điểm bãi trên lại không được xử lý và tồn tại đến nay gửi phản ánh đến chương trình kênh VTC9 thì khán giả đề nghị các cơ quan chức năng xã Liên Ninh huyện Thanh trì Hà Nội cần phải kiểm tra điểm tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trên